Một điều sẽ luôn khiến bạn thua thiệt trong mọi hoàn cảnh, đó là sự rụt rè và nhút nhát. Ngày xưa khi mà anh còn đang dạy học cho học sinh cấp 2 á, thì có một lần mà anh bước vào trong lớp học. Thông thường là sẽ 8 giờ có lớp, thì 7:45 anh sẽ vào, đúng không? Để chuẩn bị cho lớp học. Ngày hôm đó 7:45 anh bước vào thì thấy cái phòng tối thui à, bật đèn lên để chuẩn bị đem đồ vào giảng. Và thế là anh giật mình thôi, thấy có con nhóc học sinh nó đang ngồi đó từ hồi nào rồi. Ủa em vô đây hồi nào vậy? Dạ em vô hồi lúc 7:30. Vậy hả? Hôm nay đi sớm vậy? Dạ anh em, mẹ em có việc nên là cần phải đi sớm. Thế là mẹ em chở em qua đây lúc 7:30 em đã vào rồi. Ok, mà sao vào không mở đèn lên? Cái tính lúc đó cuộc trò chuyện bắt đầu dừng lại. Mà nó cũng không biết trả lời như thế nào. Anh cũng tự suy nghĩ luôn là sao mà nhát, mà rụt rè dữ vậy trời. Nhưng mà sau một hồi anh ngẫm lại là tại vì anh đang đánh giá đến góc độ của người lớn, của người thầy, của người quen thuộc ở trung tâm, và của cái người cũng đã nhìn thấy rất nhiều những học trò khác. Còn có những bạn nó lanh lợi, nó không chỉ mở phòng học khi nó vào sớm, nó lên những phòng học khác nó không học, nó cũng mở luôn, mở hết đèn của trung tâm lên luôn. Đứa quậy phá khác chẳng sợ gì hết, thì mình thấy đâu có gì đâu mà sợ, thì bật cái đèn đó mà có gì đâu mà sợ. Nhưng mà nếu mà ở góc độ của đứa nhỏ đó thì sao mình được quyền làm chuyện đấy? Mình là một học sinh đi học thì bước vô, đi học là gì? Ngồi học, thầy giảng thì giảng, rồi mình ghi chép. Còn những thứ khác thì nó không thuộc phạm vi của mình, sao mình được quyền làm? Đúng, rõ ràng đó là một sự rất là rụt rè và nhút nhát, và nó sẽ ảnh hưởng tới mình rất là nhiều về sau. Từ tình huống đó muốn chia sẻ với các bạn, bởi vì sao? Bởi vì rốt cuộc anh cũng đã thay đổi, và anh đã từng giống như vậy. Và đây là một kỹ năng hoàn toàn có thể học hỏi được, là cái sự tự tin, sự hiểu trong tình huống nào mình được làm, trong tình huống nào mình nên xin phép, trong tình huống nào mình đừng nên làm bởi vì ảnh hưởng và làm phiền tới người khác. Thì đó đều là những cái có thể học hỏi được. Nên muốn chia sẻ với các bạn một thứ nè, rụt rè và nhút nhát không phải là tính cách, rụt rè và nhút nhát là hậu quả. Có mấy thứ mà mọi người thường hiểu rất là mơ hồ, muốn phân biệt rõ ràng hơn để giúp các bạn thấy được. Sau khi đúc kết từ cái quá trình rèn luyện của anh, và sau khi đã dạy cho hơn 3-4 ngàn học viên trong suốt gần cả chục năm qua kỹ năng public speaking, về giao tiếp, về thuyết trình, về học cách vượt qua nỗi sợ lo lắng của mình để thể hiện ra đúng cách hơn, đúng cái bản chất của mình hơn, anh thấy mọi người có những cái mô típ suy nghĩ giống như nhau và nó trói buộc cái đầu của mình mà khiến mình không thể hiện ra được. Mà chính anh cũng gặp ngày xưa như có nói, và 4 thứ rất khác nhau. Một là gì? Ít nói. Em ít nói là do em hướng nội, và em hướng nội suy ra em giao tiếp kém, và em giao tiếp kém mà không biết giao tiếp với người khác như thế nào nên em rụt rè và nhút nhát. Và nó lẫn lộn, một kết nối 4 thứ này lại với nhau sẽ rất là khó, nên 4 thứ này là 4 thứ hoàn toàn khác nhau. Ít nói là một thói quen, hướng nội là tính cách, giao tiếp là kỹ năng, rụt rè nhút nhát là hậu quả. Bạn nói ít hay nói nhiều là do thói quen hành động hàng ngày của mình có liên quan tới một cái topic, một chủ đề nhất định. Trong đọc sách chẳng hạn, không? Mình cầm một cuốn sách, đọc sách nhiều hay ít là do thói quen đọc sách. Nếu từ nhỏ đã được hướng dẫn đọc cái này đi, coi cái kia đi, và thấy ba mẹ mình đọc mình cũng đọc, thì dần dần mình có cái thói quen đọc sách. Tương tự như vậy, nói mình trong cái môi trường mình được khơi gợi, mình được tôn trọng, mình được học cách để thể hiện ra, mình được công nhận những cái quan điểm suy nghĩ riêng của mình, thì cái việc nói ra nó đến từ những cái hành động nó, hành động thể hiện suy nghĩ, đúng không? Nếu mình được hỏi, nếu mình được công nhận, mình không bị đánh giá quá nhiều, mình nói hết lần này tới lần khác, sau một dần dần nó sẽ đến thành cái thói quen. Và ngày hôm nay cái việc mình ít nói, ít thể hiện bản thân của mình ra là do cái thói quen của việc đã không nói trong một khoảng thời gian rất là dài. Nên để thay đổi việc ít nói là thay đổi cái thói quen, và để thay đổi thói quen bắt đầu thay đổi từ những hành động nho nhỏ của mình. Ok, và để thay đổi hành động cần thay đổi tư duy. Đó là lý do vì sao chúng ta chia sẻ với nhau rõ về chuyện này. Hướng nội là tính cách, có người hướng nội, có người hướng ngoại. Yes, đó là cái character của mình. Nó nói là cái xu hướng, là mình có thích kết nối với người khác hay không, hay là mình lấy năng lượng từ người khác, hay mình lấy năng lượng từ chính bản thân của mình. Đó là tính cách để hiểu hơn về trong bản thân của mình. Và rồi giao tiếp anh gọi là kỹ năng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là thứ hoàn toàn có thể rèn luyện được, để bạn có thể giao tiếp và kết nối được với người này người kia. Nó có những cái step, nó có những cách để bạn có thể làm được. Và một người hướng nội sẽ làm theo kiểu này, một người hướng ngoại sẽ làm theo kiểu khác. Và một người hướng ngoại có thể là rất có xu hướng thích trao đổi, chia sẻ, kết nối với người này người kia, nhưng trong một bối cảnh căng thẳng, áp lực, hướng ngoại hướng nội gì cũng rung như nhau hết, đúng không nè? Cho nên là không phải là hướng nội cái suy ra là giao tiếp kém, mà do bạn chưa có kỹ năng giao tiếp thì bạn giao tiếp kém. Nhưng mà rồi để đạt được một mục tiêu nhất định, vai trò của mình trong công việc là cần phải trình bày được, cần phải thuyết trình được, cần phải trao đổi ý kiến được, thì đó là kỹ năng mình cần phải rèn luyện. Mình vẫn có thể là hướng nội và giao tiếp tốt, mình vẫn có thể là hướng ngoại và giao tiếp tốt. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái rụt rè và nhút nhát, anh nói nó không phải nằm trong tính cách, bởi vì không phải đẻ ra là một người đã rụt rè và nhút nhát, mà nó là cái hậu quả của chuyện là mình không có kỹ năng để giao tiếp trong cái trường hợp đó thì mình sẽ sợ và nhát thôi. Trong trường hợp đó không phải là mình là con người nhút nhát hết. Mình đẻ ra mình đã có xu hướng hướng nội hướng ngoại, đó là cái trong nằm sẵn trong cái tính cách trong người của mình rồi, và nó có thể phát triển hoặc là tàn lụi đi xíu bởi vì môi trường, yes, nhưng mà cái cốt ở bên trong hướng nội là hướng nội, hướng ngoại là hướng ngoại, thì đó là cái nằm trong cái tính cách bẩm sinh của mình. Nhưng cái rụt rè nhút nhát không phải là cái đẻ ra cùng với mình, nên anh không xếp nó là một cái loại tính cách. Và nếu mà mình giải quyết những thứ kia thì cái hậu quả này nó sẽ giảm bớt lại, nó sẽ thậm chí là sẽ không tới, chứ nó không phải là cái tính cách trong bản thân con người của em. Và nó lại liên quan tới một chùm đó là do em hướng nội anh ơi, do em thế này thế kia, thì phân biệt bốn cái đó rất là rõ ràng. Thì bất cứ ai đó ngày hôm nay chúng ta thấy là mình có sự rụt rè, có sự nhút nhát, có sự tự ti trong một việc gì đấy, thì nhớ đó là cái quá trình mà nhiều người cũng đã từng trải qua, và rồi nó hoàn toàn có thể giải quyết được và hoàn toàn có thể chuyển hóa được để mình trở nên tự tin hơn, trở nên hiểu về bản thân của mình hơn và có được kết quả tốt hơn trong những mối quan hệ và công việc của chính bản thân mình. Ok, nên trong giới hạn video clip này anh chỉ có thể chia sẻ với các bạn một thứ mà anh khám phá ra được để các bạn có thể hiểu, quay về và thay đổi suy nghĩ, góc nhìn và áp dụng được trong cuộc sống của mình. Và nếu các bạn muốn nhìn thấy được cả một quá trình luôn, trong suốt nhiều năm trời anh đã từng bước học hỏi và trau dồi cho mình như thế nào để có thể từ rụt rè, nhút nhát, từ giao tiếp kém, từ một cái người hướng nội nghĩ là hướng nội là như vậy rồi, cho tới khi có thể tự tin hơn, thoải mái hơn, và ngày hôm nay có những mối quan hệ tốt hơn, công việc hiệu quả hơn. Thậm chí có những cái kênh để chia sẻ với các bạn giống như vậy. Anh chia sẻ là toàn bộ cái con đường đấy, quá trình đấy trong cái buổi workshop miễn phí của anh dành cho các bạn, và chia sẻ luôn là làm sao mà có thể rút ngắn lại cái khoảng thời gian đấy để không phải thử và sai nhiều như anh đã từng, để có thể tới được những cái mà anh làm được ngày hôm nay, để có cái con đường hiệu quả hơn, nhanh hơn dành cho các bạn. Các bạn có thể đăng ký tham gia ở link ở dưới này trong cái buổi workshop sắp tới dành cho các bạn.